Ừ, em tôi bây giờ mình sẽ đi cho gà ăn nhá. Anh vừa đi mò cũng bắt ốc về được bao nhiêu đồ này. Nào, bây giờ cho gà ăn nhá nào. Chít 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 chít. Nào đây, em tôm em thả xuống đây. Em tôm em thả các vật xuống đây. Nào, đổ ụp xuống nào. Nào. Xuống nào. Rồi, wow. Đấy. Để anh giải ra cho các bạn gà ăn nhá. Rồi. Đây cả cua này. Đấy các bạn gà ăn đấy. Rồi. Đây rồi. Nào, tôm ơi, tôm gọi các bạn gà ra. Nào. Em tôm vào gọi các bạn gà ra, các bạn gà chạy trốn. Ừ, sao chạy trốn bạn tôm thế? Nào. Nào. Đi ra đây ăn. Nào, đấy. Em tôm kìa, gì em tôm gọi gà kìa. Úi giời. Em đây ăn. Rồi đấy, đấy. Nào, em tôm gọi đi. Nào. Rồi, rồi. Thôi được rồi, ừ, em tôm ơi, mình ra thôi. Mình ra ngoài là các bạn gà thấy ra. Em tôm ơi. A few moments later. Em tôm ơi, mình cho gà ăn rồi, bây giờ mình đi thu hoạch trứng gà tiếp em tôm nhé. Rồi, đấy rồi. Bây giờ mình sẽ thu hoạch trứng gà trong vào trong chuồng mình thu hoạch luôn. Nào, em tôm ơi, em nhìn kìa. Anh nhận được 2 quả trứng gà rồi này. Rồi, mình đi tiếp em tôm nhé. Wow, em tôm ơi, anh nhìn thấy 2 quả trứng kia chưa? Nào, đi cùng nào, cùng anh đi vào trứng gà nào, nhặt cùng anh nào, em tôm ơi, nào rồi đấy, em tôm nhặt, nào ơi, mình lại thêm 2 quả trứng này tiếp, đây rồi nào, nào, à mình sẽ đi vào trứng gà trứng này nhé. Nào, mình ra thôi, tiếp em tôm ơi. Nào, các bạn ơi, theo mình nhá, mình sẽ tiếp tục thu hoạch trứng gà. Wow, một rổ, một đàn trứng kìa, các bạn ơi. Một rổ trứng liền, một ổ trứng luôn. À, 1, 2, 3, 4 quả liền. Wow. A few moments later. Ô, sao quả bị dập thế này? Ồ, quả bị dập rồi các bạn ạ. Để mình sao vì sao bị dập này. Ô, các bạn nhìn thấy gì không? Mình nhìn thấy nhìn giống vết chân của khủng long lắm. Đó. Để mình thử xem có phải đúng là chân khủng long không nhá. Ồ. Ồ, đúng là vết chân khủng long rồi các bạn ạ. Có khi nào bạn khủng long nào vỡ trứng của mình không nhỉ? Thế thì mình phải đi tìm trứng khủng long được thôi các bạn ạ. Đây. Wow, đúng là vết chân khủng long rồi, để mình nhìn xem nhá. Đúng thật. Đúng là trứng khủng long rồi bạn ạ. Đúng là khủng long rồi. Khủng long còn đẻ trứng đây được các bạn ạ này. Rồi, một quả trứng khủng long rất to, để mình dần theo đây. Wow! Một con khủng long bọc giáp. Ồ, để bắt được con khủng long kia mình phải đi tìm chiếc vòng thần kỳ của mình thôi, mình bắt được con khủng long kia. Các bạn chờ mình nhé, để mình đi bắt con, để đi lấy chiếc vòng thần kỳ để bắt con khủng long kia. Các bạn thấy đây là những chiếc vòng thần kỳ, mình sẽ dùng các chiếc vòng này để đi bắt trứng khủng long. Đây, cho em tôm 4 gái, anh 3 gái để mình đi bắt khủng long. Em tôm nhá, khủng long vừa làm vỡ trước nhà mình đấy. Đi. À. Em tôm ơi, kìa, anh người nhìn được con khủng long kia rồi, mình phải dùng cái vòng này mình vứt, mình quăng vào nó rồi mình thu hút con khủng long này. Em tôm nhá. Em tôm ơi, khủng long kia đấy. Bây giờ cả anh em mình tất cả vùng vứt vòng vào đấy để mình có bắt được nó. Em tôm nhá. Nào, anh em mình đếm từ 1 tới 3 rồi mình cả tất cả anh em mình cùng ném vào vòng nó nhá, thì mới bắt được nó. Em tôm nhá, để anh đếm từ 1 tới 3 mình cùng quăng nhá. 1, 2, 3. Wow, em tôm cái gì? Em tôm ơi, mình đã thu phục được con khủng long này rồi. Sau khi mình dùng chiếc vòng thần kỳ mình ném thì con khủng long đã có hình trở về hình dạng như này em tôm ạ. Video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của chúng mình nhé.